Xin chào quý vị nha, lâu quá rồi. Bữa nay mình cũng có dịp đường Coffee Lò Lu ha, băng ra đường Nguyễn Xiển như mọi khi. Thì mình cũng đi dạo xung quanh đây, đường này nó tắt chứ còn không là mình phải đi tuốt ở dưới Nguyễn Duy Trinh. Băng thẳng xuống thì nó hơi lâu. Thì hiện bây giờ là mình muốn tập trung chú ý đến những dự án lớn như VinCity. VinCity là một trong những cái điểm mốc lớn để phát triển. Đây dự án này cách đây không lâu thì mình đã quay quý vị thì chưa có hàng rào ha. Giờ họ dựng hàng rào và họ triển khai lại tiếp tục dự án mới nè, miếng đất nè. $26.5 triệu/m². Thường thì cái giá ở trên để thì quý vị cần xác định lại coi như thế nào. Số chỗ thì giá nó còn mềm, số chỗ giá cũng hơi cao. Mình băng qua cầu. Mỗi lần mình đi qua đây là có một sự thay đổi ha. Chuyển biến tốt hơn, những công trình xây dựng nhiều hơn, những dự án liên tục mở ra. Đường thì đương nhiên nó sẽ bụi vì có những cái dự án này xe, những cái xe tải chở cát về họ nhiều. Rất là bụi ha. Xây dựng xong mà có một cái nhà bên ngoài mới xây nữa nè. Các bạn tại đây. Đây đường Nguyễn Xiển. Đây đường số 22. Bên trong đường số 22 đây cái nhà xây dựng bên sát vào đường số 22 vô hẻm ha, đường điện Nguyễn Xiển. Đây rất là nhiều công ty môi giới bất động sản về đây để mà bán đất nền những cái khu dự án. Rồi thấp thoáng bên kia là bóng dáng của VinCity, tại vì mình thấy những cái hàng cẩu rất là cao ha. Thank you.
này còn thu hết. Một mặt sông rất là tuyệt vời vị trí của trung tâm đó. Và lên đường Phước Thiện ở đây thì cái khu dân cư đã phát triển rồi. Thank you.